Chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập tại ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà xây độc lập này thì cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Đông Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 4m42, mặt hậu của ngôi nhà 4m43 và cái diện tích trên sổ đỏ là 33,2m. Đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế rất là rộng, nó khoảng tầm 2,5m. Và đây là đường ô tô đi mọi người nhá. Và kia là trục đường Đại Mỗ. Với cái căn nhà này ấy, thì ô tô 7 chỗ có thể lùi vào tận cửa quý vị nhá. Được xây dựng duy nhất một căn gần với những cái vị trí nào ạ? Từ vị trí căn nhà này thì quý vị nếu như đi làm ở khu vực Mỹ Đình thì cũng rất là hợp lý. Bởi vì nếu mà đi tắt cái đường xa đôi mà đâm ra tá cái đường mà đi ra Mỹ Đình thì nó rất là gần. Hoặc là quý vị có thể đi làm ở Hà Đông, hoặc quý vị có thể đang đi làm ở Đại Mỗ, Tây Mỗ, gần với lại Vinhome Smart City, gần với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ. Và nói chung giao thông đi lại quá là thuận tiện dành cho cái ngôi nhà này rồi. Ngõ thông, đường thoáng, ô tô 7 chỗ có thể lùi vào tận cửa. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Với căn nhà này mặt tiền cũng khá là rộng, 4m42, mặt hậu 4m43. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại hướng nhà là hướng Đông Bắc nha mọi người. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn. Và mời người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế, căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong. Và thực tế luôn là trước đó khoảng tầm 1 tháng, hơn 1 tháng gì đó, thì Ngọc Ánh có quay một cái video mà phần thô cho quý vị có thể tham khảo rồi. Và đây là cái căn nhà đã hoàn thiện nên, và hiện tại chủ đầu tư chưa bán, thì Ngọc Ánh có thể quay và gửi tới cho quý vị để mọi người có thể tham khảo với cái căn nhà xây dựng độc lập duy nhất một căn này nhá. Mời người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Đây là phần phòng khách với diện tích 33,2m thì cũng khá là rộng. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, gạch lát nền màu trắng, điểm một chút cái vân đá nữa. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản, nó quyết định lên cái nhà mọi người ạ. Và cái vị trí bất động sản này, vị trí thuộc phường Đại Mỗ này thì nó có một cái ưu điểm lớn nhất, đó là gần với đường ô tô, rồi là xe 7 chỗ lùi vào tận cửa. Tiếp theo nữa là gần với lại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Quý vị nào có đi làm ở Mỹ Đình thì cũng rất là hợp lý. Hoặc quý vị có thể đi làm theo cái trục đường Đại lộ Thăng Long cũng rất là ok, gần với lại các trung tâm thương mại lớn Vinhome Smart City, Vincom Megamall. Và với cái căn nhà này thì cái giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang chào tới tay khách hàng là 4 tỷ 250 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và với cái căn nhà này tại thời điểm hiện tại, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý vị được khoảng tầm hơn 2 tỷ 1, 2 tỷ 2 gì đấy. Và nếu như quý vị có cần cân nhắc về cái phần ngân hàng thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh để có thể tư vấn cho quý vị những cái thông tin tốt nhất nhé. Và mời theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp đây mọi người ạ, phòng bếp của ngôi nhà thì cũng hoàn thiện xong chỉn chu rồi. Mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp ở đây thì là ốp gạch hết cho mọi người nhé. Và cái hệ thống ở đây, ở trong ở đây là thì tủ bếp này, rồi phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Đấy, còn một chút chút một cái đồ còn sót lại của chủ đầu tư thì có thể dọn dẹp rất là nhanh. Vị trí căn nhà này thì gần với trường cấp 1, cấp 2 Đại Mỗ, gần với Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ, gần với lại trung tâm y tế. Và ngoài ra tầng phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở dưới tầng 1 thôi. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ở trên tầng 5 của ngôi nhà là đã có bồn nước rồi. Và ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà có bể ngầm. Ở phía tầng 1 trong nhà vệ sinh thì có máy bơm nước tự động, khi mà hết nước thì sẽ bơm lên bể. Đó. Ngăn cách giữa phần cầu thang có một cái vách CNC gỗ nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý. Trần phào thạch cao ở đây, quý vị có thể thiết kế cho quán một bộ sofa rất là hợp lý này. Đồng thời có thể để một bức tranh gia đình ở đây cũng rất là đẹp. Đó. Và mời theo em lên khảo sát các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Mọi người ơi, ngoài đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Ở đây thì có một cái ô thoáng ở phần hành lang đi vào phòng ngủ. Với cái thiết kế của ngôi nhà này 5 tầng ấy, thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt và tương tự nhau, gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ đây.
Với cái phần phòng ngủ này thì thiết kế đầy đủ cho quý vị cái công năng sử dụng về cửa sổ này, mở ra lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong cái ngôi nhà này rất là thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, cửa ở đây, cửa ngách hai bên mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đấy. Và cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này nó là màu trắng. Các phòng ngủ thì thực tế như thế này. Và phòng vệ sinh rất là rộng nha mọi người, cho quý vị sử dụng. Đây, phòng vệ sinh khá là rộng nha mọi người ạ. Đấy nha, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh liền khối. Và ở đây cũng có cửa sổ rất là thoáng này. Ở trên này thì đã để cái ống chờ bình nóng lạnh nhé mọi người. Đây, lavabo. Ở đây điện nước đều đã hoàn thiện xong hết. Hồ sơ riêng biệt tường căn rồi. Có một căn duy nhất thôi cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Mời mình theo em lên khám phá các tầng phía tiếp theo. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà. Thiết kế giống hệt nhau như thế nào ạ? Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng. Như vậy với cái căn nhà này có 3 phòng ngủ lớn, 3-4 phòng vệ sinh riêng biệt từng căn. Tầng 1 thì thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Đó. Và thiết kế phòng ngủ theo kiểu master, có nghĩa là phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây mọi người ạ, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm nghệ Việt Pháp. Tất cả các phòng vệ sinh đều đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng, đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như hệ thống sen cây tắm, lavabo, bàn đá mọi người nhé. Và mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó chính là tầng 5 nhé. Và mọi người ơi, đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế là một phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý. Đây, cũng có cửa sổ mở ra rất là thoáng. Đây là trên phía tầng 5, phần còn lại là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi nhé mọi người. Đây quý vị ơi, siêu siêu rộng. Với cái vị trí căn nhà này ấy, thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người, nó rất là gần. Đây, đứng ở đây là cũng có thể nhìn thấy Vinhome Smart City rồi. Từ vị trí căn nhà này mà nó cách với trung tâm thương mại Aeon ở đâu nó chỉ khoảng tầm 1,5 km mọi người ạ. Đấy, và giao thông thì đi lại rất là thuận tiện. Học hành con cái nếu như mà học xung quanh đây cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ nhá. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.